Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom, thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ giới thiệu đến mọi người đó là chậu rửa chén hai hộc đến từ thương hiệu Maloca, kết hợp chung với lại vòi rửa chén. Chậu rửa chén hai hộc, một hộc lớn và một hộc nhỏ với kiểu thiết kế bằng thép không rỉ này, rất là dày dặn và chắc chắn với kiểu bán thủ công và được làm theo kiểu súp mơ. Rồi chậu cũng sẽ được có thêm hai bộ lọc ngăn mùi chống hôi và chúng ta có thể mở lên đây đóng lại. Đi kèm cũng sẽ có thêm một chiếc rổ rất là dày dặn với cái khe này để mà thoát nước được nhanh hơn. Rồi tiếp theo nữa thì cũng sẽ kể đến đó là một chiếc vòi với kiểu dáng vuông vắn đầy góc cạnh với kiểu súp mờ tương đồng với cái chậu rửa chén. Cái vòi này thì chúng ta có thể xoay 360 độ và cùng với hai chế độ nóng lạnh để mà thao tác được tiện lợi hơn. Để có thể báo giá và cũng như sẽ có những thông tin chi tiết nhất, đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới nha.